Em chào các bác nhé. Em chúc sức khỏe tất cả bác đang xem video nhé. Hiện tại bây giờ là 8 giờ sáng của ngày 29 tháng 10 dương lịch. Thì đến hôm nay là cũng cuối tháng của tháng 10 rồi. Thì cũng chuẩn bị bước sang cái tháng 11. Thì hôm nay em lên cái video này, thì đây là cái video này là cái video cuối, cái giai đoạn cuối sinh trưởng của cây lan. Thì hôm nay em sẽ lên hướng dẫn các bác, là em chia sẻ với các bác ấy là cái cách chăm lan và cái cuối chu kỳ sinh trưởng cây lan này nó như nào, và chăm sóc cây lan ở tháng 11 và tháng 12 nó như nào. Hiện tại ấy, bây giờ nó là bước sang tháng thứ 11 của năm, thì đây là cái giai đoạn cuối cùng này, là cái giai đoạn mà mình bắt đầu là mình làm hoa cho cái dòng lan phi điệp. Thì trong cái giai đoạn này ấy, là mình cần phải bổ sung dinh dưỡng. Thì mình làm hoa mà các bác, mình chơi hoa thì mình phải sử dụng cái dạng phân bón mà nó có hàm lượng lân và kali cao để bổ sung cho cái cây lan của mình trong cái giai đoạn cuối cùng này, cái giai đoạn cuối cùng sinh trưởng của cây lan. Thì lân và kali ấy, thì nó là hai cái thành phần chính là nó giúp cho cái cây lan của mình nó tích tụ dinh dưỡng, rồi là nó sẽ sử dụng những cái dinh dưỡng đó là nó sẽ phân hóa cái mầm hoa ở trên cái thân lan của mình. Cái thành phần lân và kali ấy, thì ngoài cái việc mà nó giúp cái cây lan của mình nó phân hóa mầm hoa, thì trong cái giai đoạn này nó còn một cái tác dụng nữa là nó sẽ giúp cho cây lan của mình là nó đanh thân, cứng thân và nó lù thân và nó mập thân. Đấy các bạn. Thì trong cái thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì ở trong vườn lan của các bác thì chắc chắn có một cái vấn đề này. Đó là cái vấn đề là có cây thì thắt ngọn rồi, có cây thì chớm thắt ngọn, và có cây thì nó vẫn cứ mở ngọn nó chạy ầm như này. Đấy, nó vẫn mở ngọn nó chạy ầm như này. Thì theo những cái quan điểm và cái cách trồng và chăm sóc lan của em ấy, thì đến đúng cái thời điểm này, bắt đầu sang tháng 11 dương lịch ấy, thì tất cả những dòng lan mà những cái cây lan ấy, những cái cây lan mà là thắt ngọn rồi, hoặc là chớm thắt ngọn, hoặc là chưa thắt ngọn. Đấy, thì em vẫn đều chăm sóc theo một cái chế độ thôi. Đó là em sẽ sử dụng hai cái loại GE. Thì thứ nhất là cái GE gừng và cái thứ hai là cái GE chuối. Thì mình chỉ cần sử dụng là hai cái loại GE đó thôi. Thì cái GE gừng thì cái hàm lượng lân ở trong cái GE gừng nó cao hơn những cái GE khác. Thì còn cái GE chuối thì trong đấy thì nó chứa cái thành phần là kali nhiều hơn là so với những cái GE khác. Nên là chính vì vậy là trong cái thời điểm tháng 11 và tháng 12 dương lịch này là em lựa chọn là hai cái loại GE đó để giúp cho cây lan mình, chăm sóc cái cây lan mình, giúp cây lan mình là đến cái mùa năm sau, mùa hoa thì nó sẽ được nhiều hoa và nó sai hoa, và hoa nó sẽ bền, nó đẹp hơn các bạn. Còn những cái cây mà nó vẫn đang mở ngọn, nó chạy ngọn như này ấy, thì mình sử dụng cái phân có hàm lượng lân và kali cao. Thì chăm sóc trong quá trình là tháng 11 và tháng 12 ấy, thì nó cây, những cây này thì nó sẽ đứng ngọn và nó thắt ngọn lại và nó sẽ phình thân ra. Thì cái công thức mà tưới GE gừng và GE chuối ấy, thì nó có những cái công dụng như vậy các bạn. Thì nó còn một cái trường hợp nữa, nếu như cái cây của các bác mà nó khỏe quá đấy. Đấy, nó khỏe quá, lực nó khỏe quá mà mình chăm sóc và sử dụng lân và kali cao, mà chăm sóc trong cái vòng cái tháng 11 ấy mà nó không đứng ngọn, nó không thắt ngọn, thì đến cuối tháng 11 mà những cái cây mà nó vẫn cứ mở ngọn như này thì bắt buộc là các bác phải cắt ngọn đi. Đấy, các bác phải cắt ngọn đi, thì các bác cắt cho em là cái đốt thứ hai hoặc đốt 3 này. Đấy, bác cắt đi. Thì cắt đi để làm gì? Để cây nó không còn chạy ngọn nữa. Thì lúc đó thì cái cây của cây lan của mình ấy, cây phi điệp mình nó không chạy ngọn nữa, thì nó mới phình thân và nó mới lù thân. Khi lù thân và mập thân ấy, thì cái khả năng ra hoa của mùa năm sau thì nó mới khó các bạn. Còn nếu như mà nó cứ chạy ngọn như này ấy, thì cái khả năng mà nó có hoa ở trên thân ấy, vào cái mùa hoa thì là nó sẽ không khó, mà khả năng nó trốn hoa rất là cao các bạn. Nên chính vì vậy ấy, khi mình chăm sóc, các bạn lưu ý cho em, khi mình chăm sóc cái chế độ mình làm hoa đấy ở trong tháng 11 và tháng 12, thì lưu ý là đến cuối tháng 11 dương lịch, nếu như mà cái cây nào của các bác nó vẫn còn chạy ngọn thì các bác phải cắt ngọn đi cho em. Đấy là với những cây mình muốn làm hoa. Còn các bác không muốn làm hoa thì các bác kệ nó, không cần phải cắt. Thì sau đấy nó là cái công thức mà mình làm hoa ở trên dòng phi điệp bằng GE.
Thì em chỉ sử dụng GE thôi, thì em sẽ chia sẻ với các bác là cái công thức mình tưới GE nó như nào. Thì cái tháng 11 và cái tháng 12 ấy, thì cái lịch trình nó tưới là giống nhau. Đấy, thì em sẽ làm cái video này tổng kết ở trên cái video tháng 11 và tháng 12 này thôi. Thì các bác lưu ý cho em là tháng 11, tháng 12 ấy, thì là cái công thức nó như nhau nhá các bác nhá. Thì khi mình sử dụng GE thì mình chỉ cần sử dụng hai các loại GE, đó là GE gừng và GE chuối. Thì cái lịch tưới nó như sau, là các bác sử dụng cho em là một lần GE gừng và hai lần GE chuối. Thì đó là công thức mà làm hoa chung ở trên các dòng lan. GE gừng ấy thì các bác sử dụng cho em là từ 2cc đến 3cc trên 1 lít hỗn hợp nước vo gạo lên men và kết hợp với 1cc nước rửa chén, mình tưới vào cái chiều tối mát nhớ các bác nhá. Còn cái GE chuối ấy, thì cái thời điểm này là các bác cho em là 5cc trên 1 lít hỗn hợp nước vo gạo lên men và kết hợp với 1cc nước rửa chén, cũng tưới vào chiều tối mát. Thì bây giờ em sẽ ví dụ cái lịch tưới để các bác dễ hiểu hơn nhé. Thì ví dụ như ngày mùng 1 tháng 11 dương lịch là các bác sử dụng cho em là cái công thức tưới GE gừng, nghĩa là sử dụng là từ 2cc đến 3cc trên 1 lít hỗn hợp nước gạo lên men cộng 1cc nước rửa chén, tưới vào chiều tối mát. Thì tiếp tục là 5 ngày sau, tức là đến ngày mùng 6 tháng 11 dương lịch là các bác sử dụng cho em là cái công thức là mình tưới GE chuối. Thì tiếp tục 5 ngày sau nữa ấy, là đến ngày 11 tháng 11 dương lịch là các bác là tưới cái GE chuối. Thì tổng cộng như vậy ấy, là mình một lần mình tưới GE gừng và hai lần mình tưới GE chuối, và mỗi lần tưới GE là cách nhau 5 ngày. Wow. Thì sau cái chu kỳ mà mình tưới như vậy ấy, thì mình sẽ lặp lại từ đầu. Lặp lại từ đầu nghĩa là cái gì? Nghĩa là khi ngày 11 mình tưới GE chuối rồi đúng không bác? Thì đến ngày 16 là mình quay lại là cái chu kỳ mình tưới GE gừng. Đấy, thì cái ngày 16 mình tưới GE gừng xong ấy, thì đến ngày 21 tháng 11 dương lịch thì mình lại tưới GE chuối, xong lại tiếp tục 5 ngày sau là mình lại tưới GE chuối. Thì các bác cứ giữ cái lịch trình mình tưới GE gừng và chuối như vậy, duy trì xem là tháng 11 và đến hết tháng 12 dương lịch nhé các bác nhé. Thì đó là cái lịch mình tưới GE để làm hoa cho cái cây phi đập mình ở trong cái tháng 11, tháng 12. Thì còn cái khoảng cách những cái ngày mà giữa cái chu kỳ mình tưới GE đấy, là những ngày đó là mình vẫn cứ chăm sóc, mình tưới lan bằng nước bình thường và mình vẫn cứ duy trì là tưới một ngày hai lần các bác nhé, sáng một lần và chiều tối một lần, nghĩa là một ngày mình tưới hai cữ ấy. Bởi vì ấy, là cái thời điểm này, cái thời gian này ấy, thì có những cây thắt ngọn rồi và có những cây chớm thắt ngọn và có những cây nó vẫn còn chạy ngọn. Thì đối với những cái cây mà nó còn mới chớm thắt ngọn và những cây nó đang chạy ngọn ấy, thì trong cái thời điểm này nó cần rất là nhiều nước và dinh dưỡng để nó tích lũy trong thân, để nó phình thân và nó mập thân, đúng không? Nên là chính vì vậy ấy, là mình vẫn phải duy trì cái cữ mà hai cữ một ngày ấy, là mình cưới nước cho cây lan để cung cấp đầy đủ nước cho cây lan nhé các bác nhé. Cái lịch trình tưới và công thức mình bổ sung dinh dưỡng để mình làm hoa ra cây phi đẹp thì nó chỉ có như vậy thôi. Thì các bác lưu ý xem một cái này nữa, là trong cái năm 2022 này ấy, là em có chia sẻ với các bác là cái cách làm nước tảo và mình sử dụng cái nước tảo ấy để mình chăm sóc cho cây lan ấy, và cái lịch trình mà chăm sóc bằng nước tảo cho cây lan thì các bác cũng biết rồi đúng không? Thì riêng đến cái giai đoạn này ấy, thì mình sử dụng nước tảo là những cái tháng về trước của trong năm là mình sử dụng thì rất là ok. Thế nhưng mà các bác lưu ý cho em là khi đến cái thời điểm mà tháng 11 và tháng 12 này thì cái nước tảo ấy là các bác không cần phải sử dụng nữa, đúng không ạ? Thì em sẽ giải thích là tại sao là các bác không được phép sử dụng cái nước tảo trong cái tháng 11 và tháng 12 dương lịch này. Trong cái nước tảo ấy thì nếu như các bác nào mà chịu khó lên Google tìm hiểu ấy thì các bác sẽ biết được một cái vấn đề là trong cái nước tảo mà em hướng dẫn các bác làm, em chia sẻ các bác cách tưới đấy, cái nước tảo đó nó trong đấy nó có thành phần B12 của nó rất là cao. Em nói thật các bác ấy, là cái vitamin B12 ở trong cái nước tảo ấy nó còn nhiều hơn là cái nha đam rất là nhiều. Nha đam chưa là cái gì so với cái nước tảo đó. Đấy các bạn. Thì như các bác biết đấy, là cái thành phần vitamin B12 ấy, mà khi cây lan mình nó hấp thụ cái vitamin B12 ấy, thì nó sẽ giúp cây lan mình là nó đào thải những chất
chất độc tố này và những cái dinh dưỡng dư thừa này, đúng không? Khi mà nó giải được những cái dinh dưỡng mà dư thừa ấy, là nó sẽ giúp lan mình là nó hấp thụ dinh dưỡng nó sẽ tốt hơn. Thì đấy là cái nhiệm vụ của cái B12. Thế nhưng mà trong cái thời gian mà cái thời điểm mà mình làm hoa này, nghĩa là cái tháng 11, tháng 12 ấy, là mình cái thời điểm này là mình cần cái cây lan mình nó phải tích lũy được nhiều lân và kali. Đấy, và đặc biệt là cái kali. Cái kali mà nó sẽ giúp là cái cây lan mình là vận chuyển là cái lân, cái thành phần lân ấy, từ rễ lên trên những cái mắt ngủ, mắt thức, những cái mắt ngủ và có ở trên thân cây điệp. Đấy, chứ còn lân thì nó chắc không chạy được, nó sẽ không chạy được lên ngọn đâu các bạn. Cái dinh dưỡng lân ấy mà khi mà mình bón cho cây ấy thì nó chỉ tập trung ở dưới rễ thôi. Đấy các bạn. Nó không thể chạy được lên trên cái phần ngọn này, nó không thể chạy lên được những cái mắt kỳ mắt hoa này của mình ở trên cây. Đấy mà nó phải nhờ có cái thành phần kali. Thì cái kali ấy là nó là cái chất là nó trung chuyển, nó vận chuyển cái hàm lượng lân để lên trên những cái mắt hoa này. Thì khi những cái thành phần lân ấy mà nó được vận chuyển lên trên những cái mắt này, thì những cái mắt này nó sẽ nhận được cái hàm lượng lân thì nó sẽ phân hóa mầm hoa cho mình các bạn. Thì trong cái thời điểm ấy là cây của mình ấy là muốn có hoa thì nó phải tích lũy được là cái lân và kali ở trên chính cái thân cây lan này của mình các bạn, thì mới có hoa. Thì cái lý do mà không được phép sử dụng không được phép sử dụng cái nước tảo mình tưới luân phiên mà xen kẽ cái giữa cái chu kỳ tưới GE đấy là mình không được phép, bởi vì là trong đấy ấy, cái nước tảo là cái thành phần B12 và khi mình tưới vào ấy thì nó sẽ giải hết là những cái dinh dưỡng mà cây lan mà mình đã hấp thụ được. Đấy là còn nó tích lũy được bao nhiêu thì nó sẽ giải đào thải hết. Nên là chính vì vậy là cái công việc mà mình tưới GE gừng và GE chuối thì nó bị vô tác dụng các bạn. Bởi vì trong cái thời điểm này là nó cần phải tích lũy mà các bạn. Nên là khi mà các bác còn cái GE nha đam ấy thì các bác lưu ý cho em là trong hai cái tháng 11 và tháng 12 này ấy, thì mình chỉ được phép mình sử dụng cũng được mà không sử dụng cũng được nhé. Nghĩa là mình sử dụng cái GE nha đam ấy là ví dụ là cuối tháng 11 mình chăm sóc là cây lan là hết tháng 11 ấy, thì đến cuối tháng 11 thì các bác có thể là sử dụng GE nha đam và mình tưới một lần để làm gì, để nó cây là nó cũng đào thải hết cả những cái chất dư thừa ấy. Thì bước sang cái chu kỳ mới, nó sang tháng 12 ấy thì là đến cái chu kỳ mới mình chăm sóc GE thì cái cây lan của mình ấy thì nó sẽ lại hấp thụ được tốt hơn. Đấy thì cái vấn đề mà trong cái lưu ý, các bác lưu ý cho em ấy là trong cái tháng 11 và tháng 12 là trong cái giai đoạn mình làm hoa đấy, thì đến cuối tháng 11 các bác có thể là sử dụng GE nha đam các bác tưới một lần, hoặc là các bác không cần dùng nha đam để giải độc cũng được, không sao cả. Đấy các bác, thì trong cái tháng 11 và tháng 12 này thì các bác chỉ cần khi mình làm hoa đấy thì mình chỉ cần lưu ý cho em là hai vấn đề thôi. Cái vấn đề thứ nhất đó là cái nước tảo là mình không được phép sử dụng tưới luân phiên. Đấy. Và cái thứ hai nữa là cái GE nha đam là cuối chu kỳ của tháng, hàng tháng ấy là các bác có thể sử dụng được hoặc là các bác không sử dụng được ở trong cái tháng này, trong cái giai đoạn này, thoải mái nhé các bác nhé. Còn một cái vấn đề này các bác, tí nữa thì em quên đấy các bạn. Thì cái vấn đề này nó là cái vấn đề là mình phòng bệnh cho cây lan. Cái vấn đề mình phòng bệnh cho cây lan ấy đó là mình sử dụng cái bột giặt Omo ấy, thì mình pha tưới là định kỳ hàng tháng ấy. Và cái cách mà em chia sẻ với các bác ấy là ví dụ như là sau mỗi cái trận mưa nhiều ngày ấy là cái giá thể của mình nó bị ẩm ướt và cái môi trường là nó thuận lợi cho cái lấm khuẩn phát triển. Thì là sau những cái trận mưa dài ngày ấy là mình lại sử dụng bột giặt Omo mình tưới, mình khử khuẩn trong vườn lan của mình. Thì các bác nhất thiết là các bác phải áp dụng cái phương pháp và sửa khử khuẩn này cho em. Đấy, tháng nào cũng phải duy trì nó như vậy. Đấy, chứ không là nó sẽ gây thiệt hại cho mình. Thì nói thật các bác ấy là trong cái mùa này đấy, đến cái mùa cuối này ấy, cây lan của mình nó bị rất là nhiều bệnh ấy. Đấy, chẳng qua là các bác không hiểu, bác không biết thôi. Đấy, nhưng còn thực tế ra là trong cái mùa này thì ở trong miền Nam thì ít hơn, nhưng mà ngoài miền Bắc của em ấy thì cái mùa này ấy, nó cũng là cái mùa mà về bệnh về trên lá của cái lan rất là nhiều. Thì để khi mà những cái bệnh đó ấy, mà nó phát triển ấy thì có khả năng nó khiến cho cái lan của mình là cái giai đoạn cuối này, ví dụ thân nó dài hàng mét rồi, mình chuẩn bị mình chờ hoa rồi mà chẳng may mà nó nhiễm bệnh vào ấy, nó hỏng cả cái cây đó, coi như là mình toi công cả một năm, đúng không ạ?
À đấy các bạn, thực tế đấy là ở miền Bắc của em ấy là cái mùa này về cái bệnh về thân về lá đấy nó rất là nhiều. Đấy chứ không phải là như một số người nói là cái mùa này cây ít bệnh, không phải đâu. Ít bệnh là so với là các bác ở trong miền Nam thôi, chứ còn ngoài Bắc của em thì cây nó luôn luôn nó có bệnh, mùa nào nó cũng có bệnh. Nó mùa này thì bệnh này, mùa kia thì bệnh kia. Đấy. Và một cái điều thực tế ấy, là trong cái thời gian vừa rồi thôi đấy, về cái bệnh về lá ở trên cái cây phi điệp ấy ở miền Bắc của em ấy thì bị dính rất là nhiều đấy, nhưng mà em không lên video em chia sẻ về vấn đề đó mà em sẽ để sau này đấy, sau này thì em sẽ lên video em phân tích em giải thích là trong cái mùa đông giá rét này ấy, thì cây lan của mình nó có những cái bệnh gì và những cái sự hiểu lầm của các bác đang xem video về cái bệnh ở trên về cái lá ở cái lan ấy mà cái mùa này nó như nào, đó là cái bệnh vàng lá đấy các bạn, thì em sẽ lên cái video sau. À đấy các bạn, thì nói về cái việc mà phòng bệnh ấy, thì nói thật là rất nhiều bác là hỏi em ấy là tại sao mà bạn lên video hoặc tại sao là em lên video mà những cái mùa mà những cái bệnh ở trên cái lan ấy mà em lại chia sẻ sau, em lại lên nói sau mà em không nói trước để cho mọi người biết để phòng tránh. Thì cái nguyên nhân mà tại sao mà em lên video muộn về những cái trường hợp mà chữa bệnh và phòng bệnh cho cây lan là trên cây lan ấy, tại sao em lại lên chậm sau hơn những người khác, thì cái video mà đến cái video mà em nói về cái bệnh vàng lá ở trên cây lan trong cái mùa này ấy thì em sẽ giải thích ở trong video đó, thì các bác sẽ hiểu được là lý do tại làm sao ấy là những cái video mà phòng bệnh và chữa bệnh ấy thì em lại lên rất là muộn nha các bác nhá. À, rồi thì đấy là đây là cái video mà chăm sóc lan để mình làm hoa trên dòng phi điệp, thì các bác xem video và tham khảo nhé. Em xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhé.